Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình mới vừa mua được một cái mẫu tai nghe không dây dành để gắn cho nón 3/4 và nón phun phay. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm này. Tai nghe Bluetooth không dây này mình mua với giá là 7 triệu đồng thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem về các cái thông số ở bên ngoài cái vỏ hộp. Sau đó mình sẽ khui ra cho các bạn xem về cái máy ở bên trong cũng như các cái phụ kiện kèm theo. Đây là một cái bản nâng cấp của cái tai nghe Bluetooth không dây cà đô. Chúng ta sẽ được 3 năm bảo hành so với cái phiên bản cũ và có cái tai nghe ở bên trong là 45mm JBL. Đây là một hai cái điểm mà nâng cấp nhiều nhất ở cái mẫu này. Còn lại thì hầu như là giống như cái bản cũ hết thôi các bạn. Nếu như mà các bạn mua cái bản mà hai máy á, mẫu cũ thì mình thấy là nó có cái giá tương đối là hợp lý hơn so với là cái bản mới này. Cái mẫu cũ thì hiện tại bản combo hai máy thì các bạn mua với giá là 5 triệu rưỡi một máy, hai cái là 11 triệu. Rất là ok ha. Các bạn có thể là mình hùng với nhau để mua bản đôi đó thì cái giá sở hữu thì nó sẽ hấp hơn. Cũng không khác gì so với cái bản Special Edition bản full lắc. Mình đọc tiếng Anh thì hơi dở tí xíu ha, mong các bạn thông cảm. Sản phẩm này thì của một thương hiệu Mỹ. Nhìn cái vỏ hộp rất là đẹp ha. Ở phía sau thì có các cái thông số cũng như là thông tin nè. Lo 45mm nè. Rồi chống nước. Có thể kết nối được 1,6 km. 15 thành viên. Đây, kết nối được 15 người nè. Pin thì được 13 giờ liên tục. Nghe nhạc, nghe radio, kết nối được hai cái điện thoại luôn. Sản phẩm này thì nó sẽ kết nối được với lại những cái tai nghe Bluetooth khác, ví dụ như là Sena. Thì đây là cái thông tin mà mình được đọc được ở trên mạng thôi. Còn có kết nối được hay không thì mình sẽ thử và chia sẻ với các bạn sau ha. Tại vì lúc trước mình có sử dụng tai nghe Bluetooth Sena. Nhưng mà Sena thì xài sau một khoảng thời gian thì những cái phụ kiện kèm theo nó hư và cái máy chính của nó cũng bị lờn những cái nút bấm nữa các bạn. Cho nên là mình sẽ thay cái thương hiệu Kado này để chạy thử. Đây, bây giờ mình sẽ mở cái hộp ra ha. Thì khi mà vừa mở cái hộp ra thì các bạn thấy được một cái hộp thiết kế rất là đẹp. Có hình một chiếc xe mô tô người ta đang cởi nè, ở phía sau là đường. Làm nhìn trong nó có vẻ rất là chuyên nghiệp. Và đây là cái máy của chúng ta ha. Cái máy thì nó có một cái thân vỏ làm bằng nhựa. Ở ngoài thì là bằng nhựa nhám, ở bên trong là nó sẽ làm bằng nhựa bóng. Đây, mình sẽ mở cái lớp keo ra. Lần đầu tiên trên tay ha các bạn. Mình cũng chưa có sử dụng cái sản phẩm Kado này lần nào luôn. Ở phía trên đỉnh này chúng ta sẽ có một cái anten. Ồ, sao cứng dữ vậy. Rồi, ok. Thì cái anten này giúp bắt sóng nó sẽ tốt hơn và xa hơn ha các bạn. 1,6 cây số thì các bạn biết là nó cũng tương đối là dài đó. 1,6 cây thì theo mình nghĩ là từ cái máy này cho tới một cái máy kia là 1,6 cây. Và từ cái máy kia tới máy kia nữa là 1,6 cây nữa. Thì các bạn thấy á, 15 thành viên thì chúng ta sẽ kết nối được một cái quãng đường tương đối dài. Và nó, nếu mà theo như mình biết á, thì cái bước sóng á, nó sẽ kết nối 15 người lại tương đương với lại gần 15 cây trong cái điều kiện là đường nó thẳng. Còn nếu như mà đường mà nó bị cua đèo mà nó cắt á, thì nó sẽ bị mất sóng. Ví dụ như 15 người chạy dài thành một hàng như thế này mà người giữa này chạy tới cái cua, mấy người kia chạy khuất cua rồi thì nó sẽ mất sóng của những cái người ở phía trên đó. Và nếu như mà cái sản phẩm này nó thông minh á, thì nó sẽ kết nối giữa cái người mà đầu tiên qua cua, cái người ở gần giữa cua và cái người ở phía sau, kết nối thành một đường dòng này thì nó sẽ không bị mất sóng. Theo như mình nghĩ là như vậy. Còn nếu như mà đi hai người hai xe thì cái bạn này ở ngay ở ngoài cua, bạn này đã vượt qua cua rồi thì ở khoảng này nó sẽ bị mất sóng nè. Nó sẽ không có cái người để nối sóng giữa hai cái máy lại. Đó. Thì không biết là cái cạc đô này nó sẽ kết nối theo cái dạng mà đường vòng như vậy hay không. Nếu mà kết nối đường vòng vậy thì rất là hay. Nhiều cái mẫu sản phẩm mình sử dụng á, thì khi mà hai xe chạy á,
vừa qua một cái cua cái là nó bị mất sóng. Sau khi mà mình qua hết cái cua thì nó sẽ kết nối giữa người trước và người sau trở lại. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái phần đây là chúng ta sẽ có một cái tem nữa. Giấy hướng sử dẫn sử dụng các bạn bằng tiếng Anh rồi bằng tiếng Trung. Giấy hướng dẫn nhanh. Hai bên đây thì không có cái gì hết các bạn, người ta chỉ để cho nó kín cái hộp thôi. Và đây mới là cái hộp phụ kiện nè. Thì cái hộp phụ kiện này đã được dán tem, dán cái siêu, dán cái siêu của đơn vị nhập khẩu ha. Giờ mình sẽ mở cái siêu ra. Chúng ta sẽ có miếng hít dây điện sạc cái máy. Một cái tai nghe 45mm JBL. Cái tai nghe JBL 45mm này nếu mà mua rời ở ngoài á các bạn thì có giá là khoảng 2 triệu ha. Rồi đây là một cái nhìn giống miếng hút ẩm quá. Và đây là cái mic dây của chúng ta. Cái mic dây này dùng để gắn cho nón full face. Miếng dán. Và đây là cái phần đế. Cái phần đế này làm rất là hay so với cái những cái sản phẩm khác. Bởi vì cái phần đế này á chúng ta có thể là dán. Dán keo 3M. Đây mình sẽ nghiên cứu một tí xíu coi gắn như thế nào đây nhỉ. Mình chưa gắn được nào. À cái máy gắn như thế này nè. Cái máy gắn vô đây. Còn cái này gắn sao ta? Để tháo được cái miếng này ra thì các bạn sẽ nhấn vào khoảng giữa này nè, rồi các bạn sẽ dùng cái lực tì cái này đẩy xuống, đẩy cái phần nắp này nè, thì cái phần phía sau này nó sẽ ra được như thế này ha. Rồi xong cái miếng hồi nãy mình đâu rồi ta? Đây bây giờ mình sẽ sử dụng cái miếng keo. Cái mà hồi nãy mình nói với các bạn nó hay là nó hay ở cái chỗ là có thể là sử dụng gài hoặc là dán keo cũng đều được. Đối với những cái nón mà nó có cái phần ở bên trong nó không thể gài được, nó không thể sử dụng cái miếng gài này, thì các bạn sẽ phải sử dụng keo ha. Nó sẽ tiện lợi hơn cho chúng ta. Đó, rất là dễ ha các bạn. Là lột keo ra, là dán lên trên cái phần nón là xong cái phần đế. Rất là nhẹ luôn. Cái quan trọng nhất của chúng ta là cái độ nhẹ. Tại vì nón bảo hiểm á, đội trên đầu mà nếu như mà cái trọng lượng nó nặng á, nó sẽ làm cho cái cổ mình rất là khó chịu. Thì đây là một cái thiết kế rất là hay của cái sản phẩm Kado này. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái máy vào thử ha các bạn. Rồi ok xong.
nó sẽ kết nối dán này vào trong cái phần mà ở mặt ngoài nón, dây này đi vô trong nón này. Bây giờ mình sẽ gắn vào trong nón ha các bạn, test cũng như là chia sẻ với các bạn. Đây, những cái dây này thì mình cũng sẽ gắn sơ luôn cho các bạn dễ hình dung nè. Đây, chúng ta sẽ có hai cái tai nghe. Cái này chúng ta sẽ gắn vào hai bên của cái phần mà hốc nón. Hai cái tai nghe của JBL rất là bự ha, nghe nhạc thì khỏi phải nói rồi. Nó có cái đường kính là 45mm, cho nên là các bạn phải suy nghĩ trước khi mà mua cái sản phẩm này. Bởi vì đa số nón của chúng ta nó chỉ có khoảng 40-42mm thôi. Những cái tai nghe mà của Sina đồ thì nó tầm khoảng 4 mấy. Nhưng mà những cái tai nghe đây 45mm này gắn vô, có những cái nón á, cái đường kính mà chúng ta để cái tai nghe nó không có vừa, nó phải khoét thì nó sẽ bất tiện lắm. Cho nên là các bạn mua cái bộ mà tai nghe mà đời cũ á, thì nó sẽ có cái đường kính này chỉ có 42mm thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mic dành cho những cái nón 3/4. Nhưng bởi vì cái nón 3/4 nó sẽ không có chỗ mà dán ở phía trước, thì các bạn cần phải sử dụng cái mic như thế này. Đó, thì các bạn sẽ sử dụng để nói ở cái nón 3/4 được ha. Nó sẽ có cái đầu để chống ồn gió nè. Rồi các bạn liên kết vào đây. Đó, một dây á là để dành gắn mic nói, một dây á là để dành gắn tai nghe. Tai nghe thì nó sẽ chia ra làm bên trái và bên phải. Đó, các bạn thấy là nó sẽ có một bên dài, một bên ngắn như thế này. Cado thì họ thiết kế rất là ok, nhưng mà mình đánh giá là những cái dây điện này nè, nó hơi yếu, nó hơi mỏng. Đó, nó có cái dấu bị cấn nữa nè các bạn thấy không. Thì sau một cái khoảng thời gian mà chúng ta tháo ra tháo vô nón, chúng ta đổi qua nón này đổi nón kia đó, thì những cái sợi dây này nó sẽ bị hư, thì chúng ta phải mua một cái bộ kích khác. Cái máy thì chúng ta vẫn xài lại được, nhưng mà cái phần mà phụ kiện nó sẽ bị hư, sẽ tốn một cái khoản tiền tương đối đó các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, dây rất là mỏng luôn. Và không phải là chỉ có những cái sản phẩm Cado này dây mỏng như thế này đâu, mà hầu như tất cả các sản phẩm tai nghe Bluetooth khác cái dây đều mỏng như thế này. Khi các bạn mà không muốn xài cái anten thì các bạn sẽ gặp lại cho nó gọn như vậy ha. Rồi mình sẽ gắn vào trong cái nón bảo hiểm của mình. Cái nón mà mình chuẩn bị gắn cái tai nghe mới đó các bạn là một cái mẫu của Sát ha. Đây là cái hiệu của nón nè. Đó, nguyên cái thân được làm bằng carbon ha các bạn, chỉ có cái đuôi gió phía sau này là làm bằng nhựa thôi. Cái phần của này của nón nó khá là hẹp, cho nên là mình không có dùng cái kẹp được ha các bạn. Khác với các cái dòng nón AGV, nón Sát rất là khó để gắn được tai nghe không dây. Đó, ở trong nón thì đã được làm sẵn cái hốc đây, làm sẵn cái hốc để mình gắn cái phần tai nghe vào đó các bạn. Mình đã gắn cái phần lo vô trong này rồi, đi dây rồi xong hết rồi các bạn. Chúng ta sẽ gắn cái mic. Ở đây thì họ cho chúng ta được những cái miếng lau. Thường các bạn sẽ gắn mic ở mé trên một tí xíu hoặc là trong á, nó sẽ không có bị ồn gió. Có thể là mình cắt đôi cái miếng này ra luôn cũng được nè. Thank you.
rất là gọn ha các bạn, không hề dư dây hay cái gì hết á. Mình sẽ gắn cái đế này lên nữa vô trong đây như thế này là coi như là đã hoàn tất xong cái quá trình mà gắn cái tai nghe rồi các bạn, thấy không? Rất là đơn giản, rất là gọn. Còn cái cách gắn á thì đầu tiên là chúng ta phải gắn cái phần hai bên tai nghe vô trước, sau đó mình sẽ đi dây, mình sẽ đi dây cho nó đều hết tất cả, xong bắt đầu mình mới gắn cái mic là sau cùng. Cái mic mình sẽ gắn ở đây, ở phía trên cái miệng này á, nó sẽ có một cái miếng che gió như thế này nè, đây. Cho nên nó là lúc mà mình nói chuyện á, ở chỗ này nó sẽ kín với phần cổ mình luôn, gió nó sẽ không có làm ồn. Và cái mic nói á, nó cũng đã được bọc cái miếng che gió chống ồn gió rồi các bạn, cho nên là nói chuyện rất là ok ha. Thì cái tai nghe không dây Bluetooth nó gắn rất là dễ, và cái bộ cado này mình thấy là nó làm rất là hay, gắn không có bị cấn, không có bị vướng nhiều, giống như là bên của hàng Sina. Sina gắn vô thì nó còn bị vướng tí xíu, và đây phải gắn cái bát. Thì đối với cái nón sát này nè, cái nón sát mình đang sở hữu không có gắn được những cái tai nghe Bluetooth khác, nhưng mà cái cado này thì mình gắn vô được ha các bạn. Đây là cái tai nghe Bluetooth sau khi mà mình đã gắn lên trên nón rồi các bạn. Và mình mở luôn cái anten nè. Thì lúc nãy mình có đội thử cho quay cho các bạn xem. Thì mình đội trong vòng khoảng 20 phút mình ngồi tại chỗ ha. Rồi mình bật nhạc, mình nghe thử, rồi mình test các cái chức năng của cái máy. Thì mình thấy cái dòng cado này thì rất là ok. Về cái chất lượng âm thanh á, theo như là mình cảm nhận á, thì nó cũng không có điểm quá khác biệt so với dòng tai nghe Sena. Hoặc thậm chí là cái tai nghe cạc đô này mình nghe cái âm thanh nghe nhạc của nó không có bằng cái dòng Sena luôn đó các bạn. Tuy nhiên là về cái thiết kế máy, trọng lượng máy cũng như là gắn được trên rất là nhiều cái dòng nón khó gắn. Ví dụ như cái dòng nón mình đang gắn là Sat Racing nè, thì nó sẽ không có phù hợp với bất cứ cái tai nghe Bluetooth nào khác hết. Nhưng mà cái cạc đô này thì mình gắn vô rất là ok. Dòng nón này là full carbon luôn. Sở dĩ mình lựa cái dòng nón này á, thứ nhất là về cái trọng lượng nón, thứ hai là thiết kế khí đồng học của nó. Nhưng mà khi mình gắn cái phía trước là một cái máy quay, ở bên hông là một cái tai nghe, thì nó sẽ làm gia tăng cái trọng lượng của cái nón, và nó mất đi cái tính cân bằng của nón bảo hiểm rất là nhiều. Cho nên nếu mà chạy nhanh tốc độ cao thì nó sẽ không còn đầm cái nón nữa, gió nó sẽ lút vuốt từ ở phía trước đi ra phía sau, và nó sẽ đi luồn về cái phía hốc gió, cái này gọi là cái đuôi gió, nó sẽ luồn đi đuôi gió, nó sẽ đi về phía sau giữ cho cái đầu của người chạy xe đó tốc độ cao nó sẽ không có bị lắc nhiều. Nhưng mà khi mà các bạn gắn những cái tai nghe giống như thế này á thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái đường gió. Và đây là bên trong nón của chúng ta ha. Thì các bạn thấy là mình đi dây điện rồi mình gắn đồ cái tai nghe hai bên vô, nhưng mà không có bị lộ, không có xấu ha, không có bị cấn gì hết luôn, gắn rất là đẹp. Bởi vì cái phần dây điện này nè, khi mà mình gài cái mặt xốp ở ngoài cho các bạn thì nó sẽ bị cấn. Nếu như mà mình làm không khéo nó sẽ bị đứt. Cái dây này nó rất là mỏng ha các bạn. Đó. Đây cũng là một trong những cái điều khá là bất tiện. Bởi vì một năm chúng ta sẽ tháo cái nón, cái mút ở bên trong là chúng ta giặt một lần. Thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới cái phần dây điện này. Nếu mà lần sau mà kỹ thì có thể là quấn cái băng keo lại ha các bạn. Quấn một lớp băng keo lại thì nó sẽ đỡ bị đứt cái dây này hơn. Nếu như mà đứt dây thì chúng ta phải thay nguyên cả một cái bộ đế rồi tai nghe, phải mua chung một bộ luôn. Giá của nó đâu đó tầm khoảng hình như 1 triệu mấy hay 2 triệu gì đó. Cũng khá là cao đó các bạn. Chứ không phải là hư cái gì mình mua cái đó thì nó tiện quá. Đó. Sở dĩ mà một năm mình giặt một lần đó, hoặc có nhiều khi đó, mình ít đội thì có thể là hơn một năm. Bởi vì mình đội cái khăn trùm nè, mồ hôi hay là dơ nó sẽ bám vào trong cái khăn, và mình chỉ giặt cái khăn thôi, cái mút nón của mình thì nó sẽ sạch, nó không có bị hôi. Còn nếu các bạn không có xài khăn trùm, mồ hôi mình thấm vào trong cái mút nón á, các bạn đi chừng 1-2 tour về là nó bị hôi, nó bị dơ rồi. Đây là cái phần mà gắn tai nghe ha các bạn.
Để mình lấy cái tay lên cho các bạn xem đó. Thì cái nón sách của chúng ta nó sẽ có một cái miếng đệm như đó. Nếu như mà các bạn không có muốn mà nó bị cấn lỗ tai, các bạn có thể là mình cắt cái miếng đệm đi. Nhưng mà cắt miếng đệm đi thì nó sẽ mất zin cái nón rồi, cho nên là mình vẫn để cái miếng đệm. Thì khi mà để miếng đệm á, mình cảm giác là âm thanh của nó ở cái mức mà tương đối thôi, chứ cũng không có gọi là hay lắm. Lúc trước á, mình gắn tai nghe Sena đó các bạn, thì nghe cái âm thanh của nó, nhạc của nó phát ra nó sướng hơn, nghe cái âm thanh nó đã hơn so với cặp đôi này rất là nhiều. Xét về âm thanh thì mình thấy cặp đôi nó không hay, mặc dù anh này ảnh xuất thân ảnh sử dụng cái mic, cái tầng tai nghe của JBL là một cái hãng mà chuyên làm về lo nghe nhạc đó. Mà cái lo của mình đang sử dụng là 45mm thôi các bạn. Nếu mà so với cái phiên bản cũ chỉ có 42mm thôi, thì cái thằng này á, dự đoán nó sẽ âm thanh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà qua cái trải nghiệm của mình 20 phút mình nghe nhạc thì mình thấy là nó chưa có được ok cho lắm. Chắc là tại do cái miếng mút nó chặn lại bớt cái âm thanh rồi. Đó. Rất là đẹp ha. Cái nón của mình là size M các bạn. Nó mình đang cầm trên tay cho các quay cho các bạn xem á, là phiên bản Sharp Racing có giá bán ở cái tại cái thời điểm mà mình mua là 25 triệu. Bây giờ thì nó hình như còn hẳn 20 hay sao đó. Và cái tai nghe mình mới vừa gắn lên là 7 triệu. Thì các bạn thấy là với một cái combo gắn cái nón bảo hiểm với là cái tai nghe là nó đã hết ngoài 30 mấy rồi. Và còn cái phần ở phía trước là một cái máy quay nữa có cái giá là 10 triệu nữa. Thì tổng cộng là cái nón là 25, phía trước là 10 nữa là 35, phía trước 11 chứ 36, 36 triệu thêm cái tai nghe nữa là khoảng 40 mấy đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi view clip review cái mẫu sản phẩm tai nghe không dây Kado mình gắn trên đó nón bảo hiểm. Thì trong cái quá trình sử dụng thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm về cái tai nghe này, coi là nó có đáng tiền, có đáng mua hay không, và các bạn nên mua mẫu hai máy thì nó sẽ lợi hơn so với là cái mẫu một máy này ha. Mẫu một máy này thì nó chỉ có nâng cấp cái phần mà lo JBL thôi. Tuy nhiên nếu mà xét về cái mặt âm thanh thì mình thấy nó vẫn chưa có đã bằng cái tai nghe không dây Sena. Nhưng mà cái Sena thì lại không gắn được cho những cái dòng nón khó gắn giống như là nón Sharp mình đang quay cho các bạn xem. Các bạn có những thắc mắc gì thì có thể là comment ở phía dưới ha, mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm.